Cư dân mạng hả hê khi công an Bình Dương chính thức thụ lý sau đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Vào chiều ngày 26 tháng 1, cư dân mạng xôn xao khi công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã thụ lý hơn sau đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân thể, thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí đầu năm ngày 26 tháng 1, phía cơ quan chức năng cho biết đã thủ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trong đó các cá nhân đứng sau đường. trong đó các cá nhân đứng sau đơn tố cáo gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh và nhà báo Hàn Ni, Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Thông tin về tiến trình làm việc, phía công an cho biết, sau khi xác nhận ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã phân công điều tra, thụ lý và phối hợp với viện kiểm soát để làm rõ. Rất nhanh chóng, thông tin này đã được cập nhật liên tục trên các hội nhóm và thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trên trang fanpage có gần 300.000 người theo dõi, bài đăng cho biết Công an tỉnh Bình Dương đã thủ lý hơn 6 đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng trong đúng ngày sinh nhật, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo và đã nhận được một số bình luận cùng lượt chia sẻ tăng chóng mặt. Trên một trang khác, tin tức này nhận được một 000 yêu thích cùng gần 400 bình luận của khán giả. Đa số cư dân mạng tỏ ra không bất ngờ và để lại nhiều ý kiến cho rằng đây là động thái tích cực từ cơ quan chức năng để xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật. Mong mau, mau có kết quả điều tra để làm gương cho những kẻ ngông cuồng, coi thường người khác trước pháp luật. Như vậy là mọi việc dần sáng tỏ. Sau bao nhiêu tháng chờ đợi, giờ đã có tin tức làm ấm lòng dân. Sáu người tố cáo bằng Nguyễn Phương Hằng là họ có đầy đủ chứng cứ vẫn còn đầy trên mạng, chứ không phải lấy chứng cứ trong giấc mơ như bà Hằng đâu nhé. Bên cạnh đó, không ít người còn tỏ ra hạ hê và không ngần ngại để lại comment mỉa mai châm biếm. Sinh nhật thật là hoành tráng đêm nay, toàn quà to bự của các báo. Quà sinh nhật dành cho hề hoành tráng quá. Ủa, bà nói không ai dám thụ đơn kiện bà mà, con mù nộ. Ăn cái sinh nhật cuối cùng mang danh phận doanh nhân, năm sau là tù nhân rồi. Có thể thấy, ngay sau khi cơ quan chức năng đưa ra quyết định các nghệ sĩ không có dấu hiệu phạm tội trong việc kêu gọi từ thiện, Bà Nguyễn Phương Hằng là cái tên được réo gọi nhiều nhất trên khắp các diễn đàn mạng. Liên quan đến việc bà chủ Đại Nam bị nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Nhưng, Thủy Tiên tố cáo, dân tình tỏ ra không bất ngờ với các ngôi sao đã lên tiếng cho biết sẽ tố cáo đã vu vạ mình. Trước đó, nữ chính CEO đã liên tục tố nghệ sĩ ăn chặn từ thiện thậm chí còn live stream gọi thằng loạt tên tuổi đình đám yêu cầu sao kê minh bạch các khoản tiền từ thiện. Tuy nhiên sau khi cơ quan chức năng đưa ra kết quả cuối cùng về việc điều tra quá trình làm từ thiện của các ngôi sao, nữ streamer đã gửi lời xúc mừng nghệ sĩ được minh oan. Đồng thời cơ quan chức năng cũng cho rằng không có cơ sở truy tố bằng Nguyễn Phương Hằng về tội vu khống. Hiện hiện tại các thông tin trên mạng vẫn thu hút sự quan tâm và được dân tình bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn mạng.